Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có các nội dung đáng chú ý như sau. Tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ rơi tại Florida. Không quân Israel quyết định khai tử cả phi đội tiêm kích F-16. Mỹ gia tăng sức ép quân sự đối với Trung Quốc khi mà căng thẳng leo thang trên Biển Đông. Sau đây, xin kính mời quý vị khán giả đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ đã gặp nạn khi mà bay huấn luyện tại bang Florida. Phi công đã phóng ghế thoát hiểm an toàn và được đưa vào bệnh viện. Một chiếc F-22 thuộc biên chế phi đoàn tiêm kích số 43 đóng tại sân bay quân sự Elin đã gặp nạn vào lúc 9 giờ 15 phút tại thao trường cách căn cứ khoảng 19 km. Phi công thoát hiểm an toàn và đã được đưa vào bệnh viện quân y để kiểm tra sức khỏe. Người này đang trong tình trạng ổn định. Danh tính chưa được công bố. Căn cứ Elin đã đưa ra thông cáo vào hôm 15 tháng 5. Trang tin Airline của Mỹ ban đầu cho biết rằng phi cơ gặp nạn khi bay biểu diễn trên bầu trời bang Florida, một phần trong chiến dịch America Strong với mục đích cổ vũ nhân viên y tế của Mỹ đang đối phó với dịch COVID-19. Tuy nhiên, không quân Mỹ khẳng định chiếc F-22 Raptor bị rơi khi đang bay huấn luyện, không tham gia nhiệm vụ biểu diễn. Không có thương vong và cũng không có thiệt hại tài sản dưới mặt đất. Thông cáo của căn cứ Elin có đoạn viết: Không quân Mỹ đã thành lập một ủy ban điều tra nguyên nhân sự cố và hủy một phần nội dung bay biểu diễn tại bang Florida. Không quân Mỹ hiện nay vận hành tổng cộng là 186 tiêm kích F-22 trước sự cố, nhưng chỉ có 123 chiếc đủ khả năng chiến đấu. Số còn lại được dùng cho nhiệm vụ huấn luyện phi công mới do thiếu trang bị và phần mềm dùng trong tác chiến. Mỗi chiếc tiêm kích F-22 Raptor có giá xuất xưởng gần 180 triệu đô la, chưa kèm theo vũ khí trang bị. Trong một diễn biến khác, Thiếu tướng Amikam Nokin, chỉ huy lực lượng phòng vệ Israel IDF, đã đưa ra một quyết định khai tử toàn bộ phi đội máy bay phản lực F-16 mang số hiệu 117 vào tháng 10 tới. Quyết định dừng hoạt động phi đội F-16 lâu đời nhất của không quân Israel IDF là một phần của kế hoạch lớn, dài hạn của quân đội, nhằm tìm cách tăng cường sát thương của lực lượng phòng vệ Israel IDF. Theo kế hoạch dài hạn của IDF mang tên là Momentum, được đưa ra vào tháng 2, thì không quân Israel đã đưa ra một loạt các quyết định cắt giảm các hệ thống cũ, bên cạnh việc mua lại và phát triển các hệ thống mới. Thời báo Israel đã trích dẫn, dừng hoạt động phi đội máy bay chiến đấu F-16 mang số hiệu 117 là một phần của những quyết định này. Quyết định được đưa ra vào ngày 12 tháng 5, và Thiếu tướng Amikam Nokin, chỉ huy của IDF, đã thông báo cho các chỉ huy của phi đội 117 về quá trình ngừng hoạt động. Các phi công và nhân viên quân sự thuộc phi đội này sẽ tiếp tục hoạt động và huấn luyện cho đến khi nó chính thức ngừng hoạt động vào tháng 10. Quyết định này đã lưu ý. Phát ngôn viên của IDF, Thiếu tướng Hidai Zimmerman, đã hé lộ về chi tiết cuộc đại cách mạng mang tên Momentum rằng IDF sẽ thay đổi lực lượng nòng cốt của quân sự nước này bằng cách mua sắm mới máy bay không người lái, xe bọc thép, tên lửa, hệ thống phòng không và máy bay trực thăng cũng như là tàu. IDF mong muốn bằng cách dừng hoạt động phi đội tiêm kích F-16, quân đội sẽ có thể sử dụng ngân sách vào máy bay thế hệ thứ 5, đặc biệt là máy bay chiến đấu tàng hình F-35E Idea mới mua từ Washington. Vào tháng 10 sẽ đánh dấu sự kết thúc quá trình hoạt động dài 67 năm, bắt đầu từ năm 1953 cho đến nay của phi đội 117. Phi đội 117 đã tham chiến tại mọi cuộc chiến lớn trong lịch sử đất nước, theo tờ báo Time of Israel. Phi đội 117 là phi đội đầu tiên trên thế giới bắn hạ máy bay địch bằng F-16 vào năm 1981 và là phi đội đầu tiên trên thế giới bắn hạ một chiếc MiG-23 vào năm 1982. Quân đội Israel đã thông tin chi tiết. Một sự kiện nổi bật là phi đội F-16 đã tham gia vào chiến dịch Opera, cuộc không kích gây tranh cãi vào năm 1981 do phía không quân Israel thực hiện trên một lò phản ứng hạt nhân của Iraq trong giai đoạn xây dựng. Tuy nhiên, ông Nokin lưu ý rằng những chiến tích vinh quang của phi đội 117 vẫn chưa thể công bố hết vì nó bao gồm nhiều hoạt động tuyệt mật thuộc quân đội quốc gia. Trong khi đó, thì cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng tại Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc lại đang nóng hơn bao giờ hết. Mỹ đang gia tăng sức ép quân sự với Trung Quốc trong bối cảnh mà leo thang trên Biển Đông và cáo buộc Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để tăng cường phạm vi ảnh hưởng trong khu vực. Tờ báo CNN đã đưa tin vào ngày 14 tháng 5. Trong mấy tuần vừa qua, tàu hải quân Mỹ và máy bay ném bom B-1 Lancer thuộc không quân Mỹ có nhiều hoạt động
nhằm gửi những thông điệp công khai rằng quân đội Mỹ có ý định duy trì sự hiện diện trong khu vực và trấn an các đồng minh. Đối với Bộ Quốc phòng Mỹ, ưu tiên số một hiện nay là đưa tàu sân bay Theodore Roosevelt đang bị đại dịch COVID-19 tấn công quay trở lại vùng biển khu vực, sớm nhất là vào cuối tháng này. Động thái quân sự của Mỹ diễn ra sau khi mà Mỹ gia tăng sức ép ngoại giao đối với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã công khai chỉ trích Trung Quốc thất bại trong việc kiềm chế virus lây lan và không minh bạch trong giai đoạn đầu đại dịch bùng phát tại nước này. Lầu Năm Góc buộc tội Trung Quốc đang lợi dụng đại dịch để đạt lợi thế quân sự và kinh tế bằng cách mở rộng khu vực hoạt động. Trung Quốc đang cố gắng sử dụng trọng tâm khu vực về COVID-19 để quyết liệt thúc đẩy các lợi ích riêng của họ. Đại tá Hải quân Michael Kaffa, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, đã nói với CNN vào hôm thứ Tư. Lầu Năm Góc nói rằng đại dịch toàn cầu COVID-19 không làm tổn hại năng lực của họ, không ảnh hưởng đến khả năng phản ứng của quân đội Mỹ với các hành động của phía Trung Quốc. Chúng ta có đủ năng lực để bắn tầm xa tới bất kỳ nơi đâu, vào bất kỳ lúc nào và có thể tung ra hỏa lực áp đảo, ngay cả trong đại dịch. Tướng Timothy Ray, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ, một cơ quan giám sát lực lượng máy bay ném bom trong khu vực, đã nói. Vào hôm thứ Tư, hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ có một bước đi bất thường là tuyên bố rằng tất cả các tàu ngầm của họ trong khu vực đang thực hiện các chiến dịch ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch do coronavirus gây ra. Trong khi mà quân đội Mỹ gần đây chấm dứt sự hiện diện liên tục của máy bay ném bom trên đảo Guam tại Thái Bình Dương, chấm dứt lần đầu tiên kể từ năm 2004, Không quân Mỹ tiếp tục cử máy bay ném bom tới khu vực. Những tuần gần đây, thì Mỹ điều máy bay ném bom B-1 Lancer từ các căn cứ của Mỹ tới khu vực trong 3 dịp riêng biệt, bao gồm một chiến dịch trên Biển Đông và việc triển khai 4 máy bay B-1 Lancer và 200 quân nhân từ căn cứ không quân Dyess tại bang Texas tới Guam. Hồi cuối tháng trước, Hải quân Mỹ cũng thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Từ lâu, Mỹ đã biết rằng Trung Quốc sử dụng các đảo mà họ chiếm đóng trái pháp luật tại Hoàng Sa, các đảo nhân tạo họ xây dựng trái phép tại Trường Sa để giữ vũ khí khí tài. Không ai cho rằng Mỹ đang tiến tới xung đột với Trung Quốc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tiếp tục coi mày mòn Bắc Kinh là một ưu tiên số một. Chúng tôi quan ngại trước các hành động cơ hội ngày càng gia tăng của Trung Quốc hòng ép buộc các nước láng giềng của họ và thúc đẩy các yêu sách về chủ quyền biển trái pháp luật tại Biển Đông. Trong khi khu vực và thế giới tập trung vào xử lý đại dịch COVID-19, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Trung tá Urban đã nói với CNN, Trung Quốc từ lâu coi các hành động của Mỹ và quân đội nước này tại Biển Đông là một khiêu khích. Tờ China Daily đã đưa tin, người phát ngôn quân đội Trung Quốc và người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này thường nói rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế. Biển Đông thì được coi là một vùng biển chiến lược, nơi có những tuyến đường biển thuộc hàng nhộn nhịp nhất thế giới, có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên lớn như là dầu khí. Thực hiện kế hoạch độc chiếm vùng biển chiến lược này, Trung Quốc đã ngang nhiên xây dựng các tiền đồn trên các đảo nhân tạo tại Trường Sa, lắp đặt các cơ sở quân sự, tên lửa trên đó, các quan chức Mỹ đã nói. Chúng tôi tiếp tục thực hiện chiến dịch tự do hàng hải toàn cầu. Theo đó, thì tàu hải quân Mỹ thách thức các yêu sách biển quá đáng. Trong đó thì có yêu sách tại Biển Đông, một cách an toàn và chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng thực hiện các chuyến quá cảnh định kỳ đi qua eo biển Đài Loan để tăng cường thể hiện rằng Mỹ sẽ bay, hải hành và hoạt động tại bất kỳ nơi đâu mà luật pháp quốc tế cho phép, ông Kaffa đã nói. Vào hôm thứ Tư vừa qua, thì con tàu Mark Campbell, tàu khu trục tên lửa dẫn hướng của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Việc con tàu này đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông Anthony Junko, người phát ngôn của hạm đội 7 Hải quân Mỹ, nói với CNN. Mỹ định kỳ cho tàu đi qua eo biển Đài Loan, nhưng quân đội Trung Quốc coi tuyến đường biển chiến lược giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan là một khu vực ưu tiên và thường cho tàu bám theo con tàu của Mỹ. Trung Quốc thường xuyên phản đối các hoạt động của Hải quân Mỹ trong khu vực và thường cử tàu hoặc máy bay đeo bám tàu Mỹ. Sau đợt tuần tra tự do hàng hải của Mỹ hồi cuối tháng trước nhằm thách thức yêu sách của Trung Quốc đối với Hoàng Sa, Mỹ có những hành động khiêu khích và những hành động này có thể dễ dàng gây ra sự cố bất ngờ. Tờ South China Morning Post đã dẫn lời ông Lee Hae-min, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc. Mỹ nói rằng Trung Quốc cố dọa nạt các nước trong khu vực. Hồi giữa tháng 4, Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng với 10 tàu hải cảnh và dân quân biển tới vùng biển gần Malaysia, hai quan chức quốc phòng Mỹ đã nói.
Động thái này rõ ràng nhằm dọa nạt Petronas, công ty dầu khí của Malaysia, triển khai con tàu West Capella mang cờ Panama để thăm dò dầu mỏ. Sử dụng đội tàu do tàu khảo sát dẫn đầu để quấy rối các nước có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông là một chiến lược lâu dài có hiệu quả của Trung Quốc, và Trung Quốc đã áp dụng chiến thuật tương tự để chống lại Việt Nam, một quan chức quốc phòng của Mỹ đã nói. Trung Quốc phải chấm dứt bắt nạt các nước Đông Nam Á trong vấn đề dầu khí ngoài khơi, ga và ngư nghiệp, Đô đốc John Aquilino, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, đã tuyên bố. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.